Cứ nên nói không ta? Mà không nói là Lily đâu có biết. Mà Lily không biết là mình đâu có nói được cái nỗi lòng của mình, đúng không? Em ơi, nãy giờ, bây giờ mình mới thoải mái được đúng không? Anh muốn nói với em là vài bữa nữa ông nội sẽ cho người dắt cô ấy qua đây cho con dắt. Con của bác Sáu phải không ba? Anh Bảo, cái chuyện mà anh định nói với em là chuyện này hả? Đón xem tập 66 sitcom Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 21h55 thứ Tư ngày 16 tháng 10 năm 2019 trên kênh HTV7.